Xin chào đại gia đình, xin chào tất cả các bạn yêu kênh Thầy Trọng TV cũng như là các khán giả đi ngang qua kênh. Thì lời đầu tiên thì Thầy Trọng TV kính chúc đại gia đình tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều thành công trong cuộc sống. Clip này Thầy Trọng TV sẽ tư vấn cho đại gia đình và mọi người thêm một cái lựa chọn chính xác, một lựa chọn mang tính xây dựng, một lựa chọn mang tính khôn ngoan. Là có một vị khán giả hỏi Thầy Trọng TV là anh ơi, giữa con F-155 với lại con SH thì nên mua con nào, trong khi con F-155 thì giá của nó dao động khoảng, theo Thầy Trọng TV biết thì hiện tại bây giờ cái con F-155 giá dao động khoảng 50 đến 55 triệu tùy phiên bản, tùy màu sắc. Còn con SH thì giá nó khoảng tầm trên 100, nếu như mà dùng phiên bản 150 á, SH-150 nha, thì nó trên 100. Như vậy thì nếu mà lấy con F đó thì chúng ta tốn có 50 đến 55 triệu thôi, còn mà mua SH thì chúng ta phải tốn gấp đôi. Thì tất nhiên là hai dòng xe khác nhau và hai một cái đẳng cấp khác nhau. Con F đó thì nó phục vụ cho nhu cầu là các bạn trẻ và những người yêu thích côn tay, những người yêu thích cái sự nổi loạn, một cái sự trẻ trung, một cái trào lưu là xài xe cung tay đó. Còn con SH thì nó lại đại diện cho một cái đẳng cấp khác, đó là những người đã có gia đình, hoặc là những người đã có tuổi, hoặc là những người có tài chính vững vàng, hoặc nói chung là những người đã từng trải đó. Thì đối với quý vị nghĩ sao về vấn đề này, quý vị comment xuống phía dưới giùm nha. Còn riêng đối với Thầy Trọng TV thì Thầy Trọng TV khuyên vị khán giả này là thay vì nếu như mình đủ tiền thì mình 30 tuổi ha, bạn này hỏi là mình 30 tuổi mình mua con F-155 hay là mua con SH, thì Thầy Trọng TV khuyên chân thành, nếu như bạn đủ tiền thì bạn nên mua SH mà chạy, còn nếu như bạn thiếu tiền thì bạn nên mua SH cũ. Ví dụ bạn có hơn 100 triệu thì bạn mua SH mới. Còn nếu bạn có khoảng 80 triệu, 60 triệu, 70 triệu thôi, tức là nhỉnh hơn con F-155 một chút xíu thôi, con SH cũ bây giờ dao động khoảng 60 đến 80 triệu, tùy cái tình trạng xe như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ rằng là SH cũ nó cũng có một cái đẳng cấp của nó. Và SH thì người ta không có chạy phá xe nhiều đó quý vị. Đối với xe SH thì người ta chạy, người ta cưng xe lắm. Và không phải cưng ở đây có nghĩa là tối ngày cứ lau chùi, tối ngày cứ nâng niu nó, mà SH là dòng xe đắt tiền, mà vô hình dung là người ta xài, người ta sẽ kỹ hơn một số dòng xe khác, rồi người ta chở đồ người ta cũng hạn chế hơn, rồi người ta cũng chăm sóc nó nhiều hơn, cho nên nó xe cũ nhưng mà nó còn chất lượng lắm. Đã, mình cũng từng mua xe mới 100%, mình cũng từng mua xe cũ ha. Đây là chiếc xe cũ mà Thầy Trọng TV đã xài nó đây nha quý vị. Đó, đây là con SH-125 cũ, mình mua lại với giá 70 triệu ha quý vị ha. Đó, như vậy thì cái con SH cũ nhưng mà nó cũng rất là tốt, người ta xài người ta cũng kỹ lưỡng, người ta cũng đi loanh quanh thôi, người ta cũng không có chạy đến nỗi như mình nghĩ rằng là người ta đi phượt, người ta đi tỉnh nhiều đâu. Thật ra SH không ai đi phượt đi tỉnh nhiều, chỉ có Exciter thì người ta hay đi tỉnh đi phượt nhiều, tại vì Exciter là dành cho giới trẻ, mà giới trẻ thường hay thích đi, giới trẻ thì thích đi xa, thích đi tỉnh nhiều đó. Thì cá nhân Thầy Trọng TV thấy như vậy, cho nên Thầy Trọng TV khuyên như các bạn là nếu đã 30 tuổi hoặc là trên 30 tuổi một chút, trên 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thì nên chạy SH. Có 3 lý do ha, có 3 lý do để mà các bạn chọn SH thay vì chọn F. Lý do thứ nhất đó là SH nó chạy rất là khỏe. Nó rất là khỏe tại vì thứ nhất là nó là tay ga thì tất nhiên là nó phải khỏe hơn cái con F, nó bóp và nó móc. Người ta hay nói đùa đó là móc bóp. Móc và bóp là móc số và bóp côn á. Đó, thì cái việc mà chạy một con F côn tay, các bạn bóp côn và móc số vậy thì nó vừa đau chân nó vừa đau tay, đặc biệt là cái đèn đỏ nhiều và dừng lại nhiều. Ở thành phố lớn thì tất nhiên là phải dừng lại nhiều, thì cái việc mà chạy ẹt nó sẽ mệt hơn chạy một con tay ga, đó là điều hiển nhiên. Đó là lý do thứ nhất là nên mua SH. Lý do thứ hai là các bạn có thể chở được nhiều đồ hơn ẹt, chở được nhiều đồ hơn.
Tức là SH các bạn có thể chở được rất là nhiều đồ ha. Cá nhân thì Giọng thấy là SH các bạn có thể chở được, đó, thì Giọng TV chở đồ ngay chỗ đó. Đó, chở đồ ngay chỗ đó rất là nhiều. Đó, rồi phía sau nó có một cái phần tay dắt phía sau này, nó bo to bự, các bạn gắn thùng lên nó cũng ok luôn ha. Hoặc là cái người mập mập ngồi phía sau đó cũng rất là ok. Đó, rồi cái yên trước yên sau này nó to bự chán luôn. Thì tất nhiên là tay ga là chở đồ nó sẽ lý tưởng hơn xe côn tay. Rồi cái cốp của nó cũng rộng và bình xăng nó cũng lớn hơn con ẹp. Bình xăng con SH nó tới 7.8 lít, trong khi bình xăng con ẹp theo mình biết á, cực ẹp 155 bình xăng nó có hình như có 5 lít mấy hay sao đó. Còn cái ẹp 150 trở về trước là có 4 lít mấy thôi. Thì cái việc mà chở được nhiều đồ đó là một lợi thế. Rồi chạy khỏe nó là một lợi thế. Còn một cái lợi thế thứ ba nữa là nói thiệt nha, giữa một người chạy ẹp với một người chạy SH thì có hai cái cảm tình khác nhau. Cái này là sự thật. Đó, nếu như bạn có một người con gái mà yêu một chàng trai, một chàng trai chạy ẹp với một chàng trai chạy SH cùng đến nhà, thì các bạn nghĩ sao? Đó, chỉ có nhiêu đó thôi. Đồng ý trên quan điểm là có thể nhà bạn có nhiều xe, nhưng mà một chàng trai chạy ẹp và một chàng trai chạy tay ga nó lịch sự hơn, thì hai dòng suy nghĩ khác nhau dành cho bố mẹ tương lai. Các bạn sẽ thấy nó đúng khi mà các bạn ở cái vị thế là bắt đầu ba mẹ thì các bạn mới thấy. Còn thanh niên á, thanh niên thì có nhiều ý kiến, tức như là các bạn chưa làm ba mẹ, các bạn chưa có con gái, các bạn chưa có người yêu, các bạn chưa biết. Con gái mình yêu một người mà nó chạy xe, nó thể hiện cái phong cách, cái lựa chọn. Đồng ý là con người mình cái sự tử tế không phải ở chiếc xe. Cái sự tử tế thầy Trọng muốn nói với các bạn là nó không phải nằm ở chiếc xe. Nhưng cái người điều khiển xe một phần nó nói lên cái lựa chọn và cái quan điểm. Ngày xưa thầy Trọng còn trẻ, thầy Trọng chưa có con, thầy Trọng chưa có gia đình, thì thầy Trọng rất mê côn tay, cũng đã từng sở hữu ẹt, cũng đã từng sở hữu Winner, rồi xe hai thì các kiểu. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ, nói nếu mà cho thầy Trọng chạy lại mấy chiếc ẹt, chiếc Winner, chiếc hai thì thôi không chạy. Tại vì mình có tuổi rồi. Cái thứ hai là mình chạy mấy chiếc xe đó nó chán rồi. Tức là nó trải nghiệm đủ rồi. Nếu mà có chạy thì bây giờ chỉ có nâng lên phân khối lớn chạy cho biết cảm giác trải nghiệm thôi, chứ thật sự ẹt, xe tơ, Winner, hay thì đó không chơi nữa. Đó là cái quan điểm của thầy Trọng. Và tất nhiên khi mà mình làm bố mẹ rồi thì mình muốn cho con mình đi với một người yêu chạy an toàn, đi với người yêu chạy an toàn. Cho nên mình khuyên bạn này là giữa con ẹt 155 với con SH thì nếu đủ điều kiện thì hãy mua con SH mới, còn nếu không đủ điều kiện thì hãy mua con SH cũ, đừng mua ẹt. Niềm khuyên chân tình. Còn nếu như bạn nói quá yêu ẹt rồi, chiếc ẹt nó làm cho em mê quá, thôi cứ mua ẹt đi, đừng nghe thầy Trọng nha. Đó, mình khuyên chân tình như vậy để cho khỏi phải đổ thừa, nói rằng là đổ thừa thầy Trọng TV là thầy Trọng TV khuyên như vậy đó, rồi mai mốt sau này hết tiền rồi kẹt rồi bán SH đi thì nó cũng kẹt, cũng đổ thừa thầy Trọng quá, trong khi con Exeter nó có 50 triệu mới SH tới cả 100 triệu ha. Đó, thì thầy Trọng khuyên rồi, nếu mà không đủ tiền thì mua SH cũ nha. Đó, qua clip này thầy Trọng TV muốn nhắn nhủ với mọi người rằng là nếu trên 30 tuổi trở lên thì đừng chạy ẹt, hãy mua SH. Đó, còn cá nhân các bạn nghĩ sao các bạn comment xuống phía dưới. Thầy Trọng TV luôn lắng nghe. Đó, ok ha, luôn lắng nghe và sẽ mang tính xây dựng với mọi người, chứ không phải là đây là ý kiến của một vị khán giả thôi. Và thầy Trọng TV làm clip để chia sẻ cái quan điểm, chia sẻ cái cách lựa chọn. Và bạn ơi, hãy tin thầy Trọng TV đi, lựa chọn của những người đã có tuổi không sai đâu nha. Đó là khuyên chân tình. Còn các bạn còn trẻ thì cứ trải nghiệm. Ví dụ như bạn nào mà chưa chạy ẹt, chưa chạy côn tay thì cứ thử đi, thử thời gian đi nha. Đó, ok, qua clip này thầy Trọng muốn nhắn nhủ như vậy, và mong là mọi người hiểu và coi đó là một cái kiến thức, một cái chia sẻ bổ ích để làm hành trang bước vào đời sau này, và nó có lợi cho các bạn, có lợi cho nhiều người. Đó, trên góc độ cái nhìn của thầy Trọng mười mấy năm nay, đó, thầy Trọng khuyên như vậy. Đó ha, chốt lại, 30 tuổi trở lên
mà giữa một chiếc ad với một chiếc SH nên là SH. Chấm hết. Vậy thôi ha. Cảm ơn đại gia đình. Chúc đại gia đình tối chủ nhật thật vui khỏe, hạnh phúc, an yên bên gia đình và người thân của mình. Xin chào.